Đó, cái vần câu đầu tiên đọc câu đầu tiên Nam làm là gì nào? Câu đầu tiên là em nghĩ là chu, Chu, tại sao? tại nó ở lại nghe nó là cái việc mà di chuyển quanh cái thành phố là phụ thuộc vào một cái hệ thống hiếm khi thay đổi từ cái ngày của Cái cái ông đó, ông ừ, đâm lè, Dumbledore. rồi. Thì nghĩ là nếu mà nó phụ thuộc vào những cái đó Chính thì nó xác. sẽ làm cho cái hệ thống xe nó phát triển chậm Chính hơn các xác. loại phương tiện khác. Tại vì nó nói là gì? Chúng ta sẽ nói về người ta bất cứ người nào, hoặc là chúng ta sẽ bay trong vài giờ, tức là nói về độ nhanh. Và chúng ta gửi thông tin đến những cái hành tinh khác, nhưng khi mà nói về cái việc đi vòng quanh thành phố thì chúng ta lại dựa vào những cái hệ thống để mà ít khi nào nó thay đổi, có nghĩa là nó thay đổi rất là chậm. Còn means of communication là phía trên gửi những cái đó đến hành tinh khác, đúng không? Là few hours, đúng không các bạn? Talk to people few hours, đúng không? Anywhere. Như vậy câu này sẽ là true. Rồi, như vậy câu này là true, chính xác. Câu thứ hai. Rồi, thứ hai Nhi. Phone. Rồi, câu thứ hai Nhi làm là phone. Nhi tìm ở đâu nè? Cái vấn đề về ô nhiễm nó gây ra bởi những cái xe này nó đã bị phớt lờ. Có không? Phớt lờ đâu đầu đoạn 2. Đầu đoạn 2 là có mà ha. The pollution bell child, mình không biết bell sẽ là gì, nhưng mình biết là million of vehicle, nghĩa là cái ô nhiễm gây ra bởi, đúng không? Nó đã thống trị debate, và cái nó đã thống trị, và cái debate tức là những cái tranh luận về cái và problem, nó đã persuaded California, là thuyết phục được Cali. Cali đó là home của car culture, đúng không? Home là cái nôi của cái văn hóa về xe hơi. Nhưng mà có green, xe nó có xanh như thế nào thì car nó vẫn không thể nào nó có thể cho chúng ta đi qua những cái thành phố đông đúc một cách nhanh chóng được. Như vậy pollution nằm đâu? Ừ, như vậy câu nào? Dominated the debate. Đúng rồi, câu đầu tiên là nó rõ luôn rồi. Cái vấn đề gây ra nó đã bị ignore. Còn này nó nói là cái vấn đề gây ra nó đã thống trị những cuộc tranh luận, có nghĩa người ta đang tranh luận, tức là người ta không ignore nó. Như vậy phone, đúng rồi. Câu số 3, phần lớn những cái bang ở Mỹ thì nó đã hoạt động, nó đã đưa làm những hoạt động để nó giảm cái số lượng xe tăng. Rồi số 3, Khánh. Đề số 3 là not given. Not given. Không có. Đúng không? Nó không có gì hết hả? Nó không có chống lại, không có gì hết. Dạ Như cái đồng ý không? Mình đâu có thấy, đúng không? Đúng rồi, most state, không có nói. Rồi, số 4, public transport is particularly difficult. Cái phương tiện công cộng thì nó khó khăn để mà có thể mình sử dụng trên những cái ngọn đồi mà nó dốc, steep là dốc. À, steep là dốc. Nam. Câu số 4 là not given. Tại em cũng tìm thấy cái thông tin mà nó nói về cái đó. Không có tìm thấy luôn, not given luôn. Dạ đúng rồi. Public transport thì rất khó khăn để mà đi được trên những ngọn đồi uphill nè các bạn. Sẽ đọc được chữ uphill. Uphill. Đúng không?
and persuading people to use train and buses will always be an uphill struggle. Cái này là không phải ngọn đồi, mà này là việc thuyết phục người ta sử dụng những cái xe công cộng thì nó sẽ là một cái cuộc tranh luận uphill, tức là càng ngày càng cao, không liên quan. Vậy thì có không? Nhi thì thấy sao? Nhiều. Difficult, cái này là uphill khác ha, uphill struggle này nó bẫy mình ở đây. Vậy là no hay là nó như mình nam? Nghĩ là nó tiêu phần, nhưng tại không có thấy nó nói gì. Cái thông tin đó là nó đâu có liên quan gì tới cái này. Như vậy không liên quan là nó như vậy. Còn Nhi thì sao? Đúng rồi, đâu có thấy đâu. Nó bẫy mình ở chỗ uphill. Uphill là gì? Uphill là đi lên, lên đồi. Nhưng mà ở đây nó nói gì? Uphill struggle, struggle là một cái suộc sự cạnh tranh, cái sự mà khó khăn. Uphill struggle có nghĩa là ngày càng tăng, tranh luận ngày càng căng, ngày càng căng thẳng, đúng không? Rồi con số 5 Khánh, những cái xe tư nhân thì nó rất là convenient. Dạ, yeah, true. Câu cuối đoạn 2. True. Every shopping knows. Câu này là true cuối đoạn 2. Rồi. Car after all are popular for every good reason. Car thì nói chung là nó sẽ có những cái reason rất là tốt. Và anyone small children or heavy shopping no, tức là những cái người mà có trẻ con đúng không? Thì đều có. Rồi. Đợi thầy xíu, sorry. Nó nói là gì? Những cái xe nó cần, người mà cần mua nhiều thứ trong cái shopping. Như vậy đúng không các bạn? Có heavy shopping no mà đúng không? Như vậy là true, đúng rồi. Hay là no? Nói như vậy. Đúng rồi, giỏi. Và government, những chính phủ thì nên impose. Should impose sẽ đặt ra những cái restriction về cái sử dụng xe. Ok. Câu số 6, người ta những government phải đặt ra những cái limit restriction, tức là những cái giới hạn gọi là bắt buộc về cái việc sử dụng xe. Đúng không? Để thầy coi coi.
Các bạn đợi thầy chút xíu nha, 5 phút nha, được không? Thầy gọi cái cuộc điện thoại nó chạy.
bắt kịp chứ không thì làm rất là nhanh rồi. Dạ, có anh em có nói cho em á, thì có báo cho em mà em báo với officer thì officer thì đang ở ngoài á, đang bỏ họ trách vụ hẹn về. Sorry các bạn. Rồi. Sorry nha. Rồi, mình học tiếp nè. Câu số 6 là government phải có những cái restriction. Nên mấy bạn kia đâu hết trơn rồi đã. Chú ý mình nghĩ nè. Rồi kệ đi. Sẽ có những cái restriction thì đúng không? Nhi. Dạ phone. Phone à? Dạ không có restriction gì hết à? Nằm đâu? Nhờ đầu tiên là sẽ nói là những cái chính trị gia phải cố gắng lure. Lure là thu hút ha. Mình hay sử dụng cho cái mồi, cái chữ này là cái mồi mà mình bắt cá. Người ta cột lên cái dây, người ta câu cá ha. Như vậy bắt, người ta sẽ mình nhử người ta. Mình dụ người ta ra khỏi xe hơi, đúng không? Phải dụ, phải nên cố gắng dụ người ta đừng đi xe hơi nữa. Chứ không nên bắt buộc. Ép buộc thì không được, nhưng mà dụ thì được. Như vậy cái chỗ này nó sẽ trái ngược với chữ compulsory restriction. Compulsory là bắt buộc, bằng với chữ force, còn này là not force. Thì con này là no. Phone chứ phải no. Phones. Này, phones. Đúng rồi đó. Các bạn thấy câu đâu? Cái không khó à, đề đầu tiên không khó. Lấy được 6 câu này không? Lấy điểm ngon đúng không? Rồi, nhắm 30 câu trước. Rồi, cái tiếp theo nó nói về PRT, RUF và cả hai. Right, viết cái correct letter. It is likely to be resisted by both individual and manufacturers. Như vậy đối với dạng này các bạn có thể đọc một lần 6 câu một lúc các bạn làm. Nhớ trong đầu rồi mình hãy làm cho nó nhanh. Để lỡ mình đọc gặp câu nào mình làm câu đó luôn. Chạy rất là nhanh. Nó khả năng là nó bị resist là gì ta? Biết không? Như biết resist không? Resist mình học hồi xưa bữa trước như có cái bài đúng không? R, điện trở. À, resist là chống lại. Resist. Như vậy là có khả năng nó bị chống lại cả bởi cả những người cá nhân và cả những nhà sản xuất. Và nó có thể chạy được tốc độ rất là nhanh. Không nhất thiết là phải share cho công chúng. Và nó luôn luôn được bởi control, kiểm soát bởi máy tính. Thứ hai là nó có thể chạy trên đường hiện tại. Và nó có thể được mua bởi những người cá nhân. Cá nhân mua được. Như vậy hai cái liên quan, cá nhân chống đối và cá nhân mua được. Chạy trên đường, chạy tốc độ cao bằng máy tính và share ra bên ngoài. Rồi, như vậy mình chỉ cần tìm những cái liên quan đến những cái chữ đó thôi. PRT, PRT, PRT. Như vậy các bạn chỉ cần, cái này lại còn dễ hơn á, đúng không? Rồi, đầu tiên mình thấy PRT, nó được viết tắt của chữ Personal Rapid Transit, tức là một cái phương tiện đi lại cá nhân rất là nhanh. Và nó được invented, nó được phát minh ở Mỹ và ở Europe, ở châu Âu vào năm những thập niên 1950. Rồi. Và đây có chữ Computer Control nè các bạn. Thấy không? Rồi, ID là như vậy. Và bạn sẽ không có share cái chỗ của mình với người lạ. Không có traffic light luôn, không có đèn giao thông. Không có pedestrian là khách đi bộ. Cũng không có những cái xe đậu trên đường mà có thể giảm tốc độ của mình xuống. Như vậy nó có thể nó carry more traffic ha. Như vậy cái con đường của nó có thể cho nhiều xe hơn. Và nên stop than any inner city road. Như vậy so sánh giữa cái nó và con đường đó, guideway, tức là những con đường mà có thể mình có thể hiểu là con đường sắt, con đường mà dẫn dắt cái đường của nó đi, nó có thể nó đi được nhiều xe, nó không dừng lại và nó sẽ nhiều hơn bất cứ những cái đường trong nội thành, đúng không? Rồi, câu này vậy thì hợp với câu nào? Mình không cần làm từ 7 đến 12 theo chiều của nó, mà mình sẽ làm theo trong đoạn văn đi xuống cũng được. Như thấy câu này hợp không? Hay là làm câu khác? PRT rất là nhiều nè. PRT nè. RUF thì nó lại nằm ở phía sau. Thấy không?
resemble, nó giống PRT nhưng nó sẽ có một cái khác nhau là những cái xe nó sẽ có bánh hay là nó có một cái chỗ trống mà cho phép di chuyển được trên một cái rail, một cái đường ray, đơn đường ray. Và như vậy nó có thể drive off the rail. Như vậy nó sẽ đi luôn trên đường luôn, nó có bánh là vừa đi được trên đường ray, vừa đi được ra ngoài đi trên đường thường luôn các bạn. Câu này dễ nè. Như vậy mình có thể dựa vào đây mình làm trước được câu số mấy nhi cho cái đoạn này. R U F trước đi. Dễ lắm. Số mấy từ 7 đến 12. Nó khác biệt. Chính xác. Câu số 11 nó có thể chạy được trên những con đường hiện tại mà mình có. Nó khác với thằng kia chỉ chạy được trên đường ray thôi đúng không? Ví dụ vậy. B. Đúng rồi. Và còn nữa không? Once on the road, cái người mà lái xe, cái người chiếm giữ và occupant, nó có thể nó lấy được, take over, lấy cái quyền từ máy tính. Và cái phương tiện gọi là RUF, cái term của nó nghĩa là go fast, nó trở trở thành xe điện. Đó. Lấy quyền điều khiển từ máy tính. Như vậy các bạn sẽ thấy câu số 10 đúng không? Cho RUF không? Thầy chưa cần đọc nhiều. Số 10 được không? Câu số 10 nó nói là gì nè? Câu số 10 là nó nói luôn luôn, các bạn nhớ cái trạng từ, cái giới từ này luôn luôn, phó từ. Luôn luôn được kiểm soát bởi máy tính, có nghĩa là không có máy tính thì không được, hoặc là người lái là thua. Ở đây nó nói là cái RUF là khi ở trên đường thì occupant, tức là cái người nắm giữ. Occupant là đi từ chữ gì? Occupy, chiếm giữ. Ha, occupant là cái người mà lái xe đó, người ngồi trên xe có thể lấy cái quyền kiểm soát, take over từ máy tính, có nghĩa là ta lái được. Có nghĩa là chữ always nó nằm ở sai rồi. Như vậy, RUF nó sẽ không thể nào đi được với số 10. Và nếu như vậy, loại luôn câu C. Tại vì câu C nó là both cả hai, như vậy chỉ còn một đáp án A. Các bạn thấy không? Đâu cần thiết mình phải đọc hết. À, rồi. Xong. Share with general public, hình như nãy mình có đọc câu số 9 được á. Số 9 là mà không được chia sẻ với ai đó bên ngoài. Số 9 là gì? Khánh. Dạ, số 9 là C. C. Không cần phải chia Dạ, đúng sẻ rồi. là cả hai luôn hả? Cả hai không có chia sẻ được với ai hả? Câu C chỗ nào ha? Dạ, PRT. thì PRT thì nó là cái đoạn Đoạn 4 được. đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, không chia sẻ với người Wouldn't lạ. have to share with stranger. Stranger. Ok, rồi, một cái còn cái UFT, URUF. RUF có đi người lạ không? Dạ, phần này hình như là nhớ là nó cái cụm mà gọi là sao ta? Why they all do Đúng a rồi. motorcycle này. Thì sao? Con có cái thì con nghĩ chắc là nó không có share với general public mà gọi là tự mua cho bản thân ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy nhưng mà nó có cái share public không quan trọng, ở đây mình chỉ cần quan trọng cái share public thôi, còn tự bản thân nó mình không quan tâm. Như vậy câu đầu tiên nó sẽ nói là gì? Cái đoạn này nè, nó RUF nó nói là not just to use public RUF vehicle. Như vậy RUF có khả năng là public. Đúng không? Mình quan tâm tới đó là đủ rồi. Nhưng mà nó có thể buy cái dual mode vehicle, tức là cái chiếc xe mà dual mode là cả hai cái mode, tức là vừa đi với public mà có thể đi riêng được. Ví dụ vậy mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm vấn đề là nó có public cho cái RUF. Như vậy câu này là câu C đúng rồi, được không? Nhi làm câu gì? Câu A. Câu A, câu A là có một cái à, đúng không? Tại chưa thấy nè, thấy không? Nhi thấy ở đây có cái không chỉ là sử dụng public, có nghĩa là nó share được với public RUF luôn ha. Rồi câu C chính xác, nó có thể chạy được tốc độ nhanh trong thành phố. Rồi tốc độ nhanh thì hình như có cái xe PRT, còn cái xe kia nó chạy nhanh không, trong thành phố nó chạy nhanh được hay không là xem coi nó có hay không là được. À, coi thử tốc độ xem. Nhi câu câu 8 hoặc là câu câu tại vì câu 12 mua thì chưa thấy nó mua, chưa có thấy người người ta mua. Như vậy có cái chỗ nào chạy trong thành phố tốc độ nhanh có không? Như làm được câu 7, 8 không? Vân vân. Câu 8 là câu C. Rồi ok, câu C vậy chỗ nào nói về RUF tốc độ nhanh? Trong thành phố. Go fast. Dạ đúng rồi.
Rồi, Còn đó. còn cái kia. Dạ, bên đoạn số 4. Đoạn số 4. Rồi. More traffic. Dạ đúng rồi. Non stop. Cái chỗ phía trên á, đúng không? Không có gì ngăn cản được nó hết, như vậy nó di chuyển rất là nhanh. Carry far. Ok, chính xác. Như vậy cả hai đều được, tại vì cái RUF ở đây nó được gọi là vô phá rồi các bạn. Đúng rồi. Như vậy câu C. Rồi. Câu 7 là không có khả năng, à nó có khả năng nó bị chống đối ha, bởi cả người cá nhân lẫn nhà sản xuất. Thì thầy lướt ở đây tự nhiên thầy thấy có chữ manufacturer. Thấy không? Ngay chỗ RUF thầy đánh dấu cái số đoạn ha. 5 6 7 rồi 8. Rồi. Như vậy manufacturer nằm đây và có chữ support nè các bạn. Support thì trái nghĩa với resisted. Support là ủng hộ, resist là chống đối. Như vậy nó có thể thắng được sự ủng hộ của những nhà car manufacturer. Còn những cá nhân có không? Cá nhân như nằm đây nè, commuter. Commuter là những người nè. Thấy không? Commuter là những người mà hay sử dụng phương tiện công cộng di chuyển, gọi là commuter. Ha, commute. Commuter, những người này có thể drive onto the highway. Nhớ cái xe này là tự lái được mà, đúng không? Có thể là lái được lên cái con đường này, ngồi và đọc sách luôn. Tức là cứ lên con đường đó là tự động nó đi tiếp, mình khỏi lái nữa. Rồi. Và khi mà work thì họ có thể jump, nhảy ra để cái phương tiện tự nó đậu xe. Và nó có chữ so sánh nè các bạn. Unlike, không giống như cái BRT, cái hệ thống này nó có thể nó phát triển. Như vậy hệ thống của cái RUF phát triển được nhiều hơn. Tại vì mỗi cái mạng lưới nó có thể nó phục vụ cho khu vực rộng lớn xung quanh nó và những người xung quanh có thể đi vào ha. Buy into. Buy là phải mua nữa ha. Buy into it. Có thể làm, có thể sử dụng nó đó. Rồi, như vậy câu này sẽ là resist xong. Resisted by both là cả hai. Giờ chỉ cần một cái sai là nó sai. Đúng không? Đó, như vậy câu số 7 là gì đây? Để này coi có bạn nào dựa chưa. Nam, số 7 nào. Số 7 là PRT. Một cái. 7 là câu A. PRT. Có một cái thôi, tại cái kia sai đúng không? RUF là nó được sự support đúng không? Đúng rồi, dễ quá trời. Đó, các bạn thấy mình đâu cần làm đọc hết đâu. Tiếp, mua bởi những người những người mà mua mà gọi là cá nhân á, mua được nó. Có chỗ nào liên quan đến mua bán ở đây không? Thấy có cái buy into it là một cái, ví dụ vậy đi. Nếu mà mình nghĩ đó là nó mua. Còn chỗ nào mua bán nữa không? Và mình sẽ lại trừ, mình chỉ cần chọn mua coi chỗ nào. Khánh. Câu 12. Câu 12 là con đánh B. B hả? B là RUF thôi hả? Ok, RUF. Dạ. Rồi, là people nearby could buy into it đó đúng không? Dạ. Of course when it's cheap. Chỗ nào? Là có thể mua bằng. Chỗ nào, chỗ nào? Đoạn 7 hả? Con cái này không có gặp. Con chắc là con có gặp. BRT. Con để buy there old. Vậy. Buy the old, đúng rồi, mua được cái này đúng không? Dual mối vì dạ, tại chữ old là public nè các bạn. Có thể sử dụng cái công cộng hoặc có thể mua cái riêng của họ. Old vehicle. Họ mua được cái riêng của họ. Dual mode thì thật ra nó có giải thích ở phía trên đó các bạn. Dual mode system là nó nằm ở phía trên đó, nằm ở đâu, nằm ở để này coi. Dual mode system might just succeed where doomed to fail. Dual mode là cả hai đó, là wheels đó các bạn. Nó gọi là wheels, gọi là cái hệ thống là vừa đi được trên đường ray, vừa đi được trên đường thường, gọi là dual mode đó. Thấy không? Rồi, như vậy đây RUF mua được. Còn PRT có mua được không? PRT có mua được không? Khánh. Các thấy ở đâu bạn nói về mua xe PRT không? À, thấy để phân thì. Ừ, coi PRT sao? Có gặp chúng ta hoặc là mình không thấy thì mình cũng thể bỏ được đúng không?
chắc hình như không có. Nó nói là gì? Đầu tiên là con số 4. From Sao ở gì nào? làm cá Số 4 nó nói là gì nào? Số 4 nó nói là mình phải đi đến station, trạm, và mình phải nhảy vào trong một cái xe được máy tính control, đúng không? Và mình sẽ không share được với người lạ. Như vậy phương tiện này phương tiện public các bạn, đúng không? Phương tiện công cộng. Rồi số 5 có không? Nếu không có thì thôi. Và các bạn nhìn coi số 5 nó nói là gì. Với cái PRT, cái infrastructure, cơ sở vật chất gọi là infrastructure, nó phải đến trước ha. Như vậy nó phải tốn mega bucks. Bucks ở đây á, trong tiếng lóng của nước ngoài, bucks là đô la, one buck là 1 đô la. Bucks ở đây, mega bucks là rất nhiều đô la. Các bạn đi đi nước ngoài, đi Mỹ, đi đồ thì người ta có thể, người ta nói là 3 bucks, 4 bucks thì mình biết là 3 dollars ha. Rồi. Rồi, bất cứ hệ thống nào, rồi ở đây nó sẽ không có nói gì về cái việc mua sắm cả. Rồi, ok. Ok. Chính xác. Như vậy câu này sẽ là câu B. Rồi. Số 13. Như vậy ba cái lợi ích nào của hệ thống này đem lại? Rồi. Rồi, câu tiếp theo. Ba cái nào là lợi ích của cái hệ thống này? Quá dễ. Nhi. Đọc cái ra liền đúng không? Hệ thống New Transport System. Đây nè, số 8 nè. Nó số 8 đến số 9 là nó có nói hết trơn luôn rồi, chọn lựa thôi. Space là không gian, là cái chỗ rộng hay speed, tốc độ, safety hả? Safety đâu? Rồi, chỗ nào bằng nghĩa với space? Chỗ nào nghĩa với space? Oh, giờ mình không coi cái đó, mình loại trừ cũng được nè. Speed, tốc độ có đúng không? Và thứ hai là gì? Nó không phải rẻ nha, không hề rẻ đúng không? Tại vì nó nói là gì? Bus lane and just a matter of saving a few minutes a day. Như vậy nó về mình giảm được cái bao nhiêu phút mỗi ngày, 30 người chết trên đường, như vậy là nó sẽ giảm được cái số lượng người chết đúng không các bạn? So we can find better way to get around. Ok, BEF, speed, safety và space. Space thì ở nằm ở đâu ta? Thầy thấy có speed rồi đó, chạy nhanh rồi đó. Safety thì thấy cũng có rồi đó. Not just các bạn. Không chỉ là mình sẽ cứu, mình sẽ tiết kiệm được, có nghĩa là câu này nó mở rộng cho cái ý phía sau ha. Tiết kiệm là nó là chết người đây ha. Như vậy nhờ vào cái này nó sẽ đỡ hơn phải không? Rồi. Còn cái space, Nhi coi thử cái space nằm đâu ha. Thầy hỏi thử một bạn nam coi, nam làm giống bạn không? Nếu mà làm giống bạn thì chữ space nó giải thích ở đâu? Còn chữ chắc là không có, để tại tìm em đọc cũng đâu thấy liên quan gì. Không liên quan vậy Em thì nghĩ làm câu nào? Có đổi đáp án khác bạn chứ không? nó nằm ở cái đoạn trên cùng, nghĩa là nó có nói là ok. Nó có nói là cái pollution out by million của những cái phương tiện này thì Pollution. rồi Đúng đâu rồi. vậy đúng không? Are popular for very good reason. Như vậy nó sẽ có một cái mục đích thứ hai. Rồi đó. Rồi nó mới có cái giải thích.
Để hết đâu một Và một đúng rồi cái cắt hình như là giảm. ở đoạn đoạn tiếp theo hoặc đoạn kế tiếp thì mới có nói là Nhưng câu mà này em cũng không chắc nữa, nhưng mà lại chưa chắc bớt. là em chọn C. Mình lại chưa bớt đi. Space mình không thấy nè. Space thì có, nó cũng có một cái là không gian, là cứ là chỗ rộng rãi nè, nó sẽ đem lại cái hệ thống là không gian. Thì các bạn sẽ thấy có cái không gian ở đây không? Ở đây nó sẽ nói là gì đây? Nó phải có infrastructure, cơ sở vật chất đi trước, đúng không? Rồi cái này nó là economy, là nền kinh tế. Nền kinh tế thì mình không thấy rõ, đúng không? Mà ở đây nó nói là gì? Pollution đầu tiên nó, và cái vấn đề này nó đã thúc đẩy cái người này, người ta phải hạn chế. Và như vậy cuối cùng là thuyết phục người ta phải sử dụng train hay bus không được. Và như vậy cuối cùng là người ta sẽ suy nghĩ ra một cái cách là cái PRT này, và như vậy nó sẽ ngầm hiểu là cắt giảm đi số lượng xe trên đường, là cắt cái pollution. Đúng rồi, chính xác. Space thì chưa thấy rõ. Carry more traffic thì không có nghĩa là space. Carry more traffic là con đường, là cái đó nó có thể có nhiều cái loại xe, thì nó phải là không gian. Nó không gian là cái chỗ ngồi rộng rãi, hay là cái thành phố nó có, nó đỡ, nó rộng hơn, thì mình không thấy rõ. Đúng rồi, C. Rồi còn những câu còn lại thì quá dễ ha, mình loại trừ được. Đúng rồi, 13 câu này ít nhất các bạn đúng 11 câu là thành công. Đoạn số 2, The Seed Hunter. Seed Hunter là những người săn. Rồi, câu đầu tiên Khánh, điền từ thì các bạn nên ráng làm cho nó đúng hết nha, điền từ không hề khó. Extinction. Câu 15 là extinction. Extinction. Dạ. Extinction. People collect seed for different purposes. Some collect to protect certain species from extinction. Là sự tuyệt chủng. Biết đúng không các bạn? Có chữ C nha. Đúng không? Dạ, phải đi xem. Nhiều bạn hay quên chữ C. Rồi, Nhi đúng không? Nhi làm là chữ gì nè? Bạn làm chữ khác thì mình coi coi. Điền đại luôn. People collect, nhà em điền chữ gì nè? Chữ gì? The employ of, sự, ok, from the employ. Employ là sự tuyển dụng, sự sử dụng ha. Như vậy mình xem nè. Như vậy có phải câu này nó đang nói về mục đích người ta thu thập hạt giống để làm gì? Thứ nhất, để thu thập, để mà bảo vệ một số cái động vật khỏi, hay là từ cái gì? Như vậy mình xem nha. Mục đích đâu? Thầy cũng đánh dấu luôn. 1, 2, thu thập. Các bạn sẽ thấy ngay đoạn số 2 nó bắt đầu có cái sự thu thập rồi. Đây. Some seed, nó nói là gì? Some seek seed for profit. Một vài người tìm hạt giống để lợi nhuận, đúng không? Có những cái lợi nhuận là ABCD cái gì đó. Và order collect để conserve, để bảo tồn. Bảo tồn là để làm gì? Để làm việc, để mà hold, không biết. The sad slide into của cái species, ở đây có chữ species rõ ràng nè các bạn. Thấy không? Species nằm ở đây. Như vậy facing là đối mặt. Như vậy sẽ là bảo vệ. Bảo vệ sẽ bằng, suy ra bằng bảo vệ nó sẽ bằng chữ hold. À, chữ conserve nè. Bảo tồn, hold là stop, ngăn chặn. Cái sự slide là sự trượt dốc, buồn về, và extinction đúng không? Điện chữ extinction mới đúng. Còn employ em làm phía trên đâu, employ đâu nè, employ em làm phía trên á, nó sẽ không ra được cái giống loài, nó là profit, nó không có liên quan đến giống loài này. Rồi thứ hai là, rồi câu số 15 quá dễ luôn. Số 15 đò, Nam ơi.
Rồi, số 15. Khánh. Số 15 Nam này. chứ. Ủa? Nam, Nam, sorry, Nam. Này điền là một từ đó. Không quá hai từ rồi. Em nghĩ là props. Other collect seed for a potential to produce. Produce gì? Produce gì? Crops hả? Yeah. Ok. Như vậy là những người khác collect thì để sản xuất tạo ra những cái mùa lúa màng, mùa màng, những cây hoa màu. Nhi thì sao? Nhi điền chữ profit. Yeah. Wow. Mà đây nó còn có cái crops nữa nên là em biết là điền. À, ở đây có profit. Ở đây có chữ drugs nữa, đúng không? À, ở đây có chữ drugs nữa. Vậy điền drugs hay điền drops vậy? Điền luôn hai chữ thì không được, đúng không? Tại vì nó có no more than two words thôi. Vậy suy nghĩ thêm một chút coi các bạn, nó đang so sánh giữa hai mục đích. Thì bây giờ mục đích đầu tiên là mình đã làm rồi. Mục đích thứ hai là nó nguyên cái câu phía trên đó. Profit, lợi nhuận. Lợi nhuận và nó sẽ là những cái công ty về biotechnology, công nghệ sinh học, đúng không? Và những công ty về pharmaceutical, những công ty về hóa gọi là dược phẩm, đúng không? Và những công ty tư nhân làm gì? Look out for, tức là đang đi tìm những cái giống mà có thể, đây này, đúng rồi. Ở đây sẽ có những chữ liên quan produce là sản xuất. Thì nó sẽ bằng với chữ yield là sản xuất, là tạo ra chứ, sorry, yield là tạo ra. Yield động từ là tạo ra, danh từ yield là hiệu suất. Ha, nó tạo ra được hai cái này. Trong tương lai giờ bạn hỏi là mình đi drop hay điền drugs. Câu này hơi khó trả lời đúng không? Thật ra câu này á mình điền hai chữ luôn đi. Ra câu này nếu mà nó đúng hơn ha thì nó phải cho mình thêm một sự lựa chọn. Mà các bạn có thể điền một cũng được. Drop phải crops thì nó sẽ thành hai từ. Thật ra theo cái cấu trúc ngữ pháp thì phải là and crops hoặc là all crops thì nó mới hay ha. Thì câu này mấy bạn chỉ cần điền được chữ drugs là cũng được, rồi chữ crops là cũng được rồi. Là tốt là điền phải luôn cũng được. Nhi làm được không? Nhi làm được, à quên, Nhi làm produce cái gì ta? Nãy Nhi nói produce gì á? À ngược hả? Ngược rồi, đúng không? Ở đây species thì phải đi cái này trước ha. Như vậy mình thấy á, khi mình điền từ không có phải lúc nào cái đoạn văn nó điền là nó sẽ nằm theo thứ tự. Có thể là nằm phía sau nó đưa lên trước. Đúng không? Rồi. Vì mình bám vào những cái từ trong đó. Rồi. Họ được gọi là những người seed hunters. Chính xác. Seed hunter. Và the chấm 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 của họ sẽ bao gồm những người. Chữ này đọc sao đây? Khánh ơi. Chữ này đọc sao nào? Gardener. À, gardener. Nam đọc sao Nam? Chắc là gardener. À, Nhi đọc sao Nhi? Gardener ha. Khi các bạn thấy chữ garden thì dễ rồi. Nhưng chữ này là chữ đặc biệt là trong listening. Các bạn nghe lâu lâu các bạn nghe không được là tại vì các bạn không biết chữ này nó đọc là gardener. Nó sẽ bỏ đi chữ den ở đây. Thành ra khi các bạn nghe gardener, bạn đang là nghề của bạn là gì? Gardener. Ủa gardener là gì ta? Bảo vệ hả? Bảo vệ là a guard mà. Bảo vệ là guard mà, đúng không? Đó là lý do là nó bỏ đi chữ in ở đây. Gardener thôi. Đó là trong từ điển luôn đó ha, chứ không có gardener như mình đâu. Rồi. The chấm 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 bao gồm như vậy, ở đây sẽ đại diện cho cái này là có ba, có hai người này các bạn thấy không? Botanist là những nhà thực vật đúng không? Botanical, cái vườn bách thú, sở thú của mình gọi là botanical garden. Rồi, bây giờ mình đi tìm tiếp coi số 17 Nam, số 17 ha. Và 16 luôn, là một lúc tại vì hai cái nó giống nhau. Và có chữ who. Suy ra 17 sẽ liên quan đến người. Đúng không? Và 16 liên quan đến cái gì đó. Rồi, 16 trước cũng được Nam.
16 là peer. 16 là peer hả? Peer là gì? Chữ này hả? Chữ này đọc sao? Pioneers. Pioneers. À, pioneers. Pioneers là những người tiên phong. Những người đi tiên phong đi trước. Rồi, như vậy đâu? Among the pioneers was cái ông này. Câu này như làm được không? Câu này như vậy mình phải đi tìm cái gì nè? Botanist và gardener. Đây có một người gardener và một người tiếp theo là botanist. Như vậy hai người này sẽ đại diện cho cái gì đúng không? Như vậy đại diện cho cái pioneers, đúng rồi, the pioneers of them là, và such as, và ví dụ như là cái người mà, như vậy đây sẽ là một cái tên người nào đó nè, cái người mà tài trợ cho những cái người collector, những người đi sưu tầm, out of his pocket, tức là bỏ tiền túi ra để tài trợ cho những người đi sưu tầm. Như vậy ai tài trợ? Quá dễ, câu này làm cũng rất nhanh luôn. Khánh ơi, Joseph Banks. Tại vì Joseph, ghi được cái hàng chữ như thế. Joseph Banks, right? Ủa? Vào. Dạ, anh nghĩ Đâu chỗ là nào tài trợ? tại Đúng vì được có hàng chữ như rồi. À, giờ điện gì vậy? Thì điện Joseph Bank thôi. Chứ sao vậy? Đúng không? thế. Dạ. Such as Joseph Banks. Rồi. À, ông này là người đầu tiên và ông travel với ông thuyền trưởng James Cook và ông driven to expand his collection, ông mở rộng đến nỗi mà ông gửi những cái người này đi vòng quanh thế giới tại cái tiền. Ok. Đúng rồi. Chính xác. Kiếm ông Joseph Bank có S là được. Nhi làm được. Dễ không? Ông Nhi làm là gì? Nhi làm là Captain Cook hả? Không được. Nè, cái chỗ trống mình muốn tìm thì mình coi phía trước của nó, đây such as đại diện cho những người, thấy không? Và phía sau who, who, như vậy mình dựa vào cái dữ kiện phía sau nè, trả tiền để mình đi coi trả tiền nè. At his own expense ha, cái này em phải từ vựng thôi, chắc từ vựng em không có chữ expand. Expand là chi tiêu, nó giống như chữ gì? Expensive, mắc tiền quá là phải bỏ tiền ra đó, thì expand là danh từ ha, là chi tiêu. Own expand có nghĩa là tự bỏ tiền túi ra. Rồi. Ok. Và the most famous among them, cái người nổi tiếng nhất hay là cái the seed collected often store không? In a seed bank, những cái ngân hàng, và ngân hàng nổi tiếng nhất là ngân hàng Thiên Niên Kỷ gì đó, nơi những cái này được store ở đâu đó ở nhiệt độ thấp. Kiếm cái nhiệt độ thấp, kiếm cái tên sẽ ra được câu này rất dễ. Nhi. Underground. Okay, within its underground vault or dry seed store. Đúng rồi, low temperature có không? Âm 20 Celsius là nhiệt độ thấp. Như vậy nó sẽ là chữ underground vault, nằm ở trong. Within là inner, đúng không? Underground vault, vault là những cái mộ các bạn. Những cái mộ ở dưới lòng đất gọi là underground vault. Ở đây thì không gọi là mộ mà nó có thể gọi là những cái hầm, những cái hầm chứa ở dưới lòng đất. Rồi, chính xác, giỏi, biết cho đúng chữ ha, vô có S. Rồi, câu này dễ, nãy giờ thấy, nãy giờ thật ra là không nên sai nhiều đúng không? Các bạn làm được tới đây mà các bạn được đúng được 16 câu là thấy ok đó. 19 đến 24, two phone lại, nó given lại, lại mừng thôi. Đừng cho heading matching là được. Cái lý do để mà mình collect seed là khác trong quá khứ. So sánh á, cái lý do, coi câu 20 có vẻ dễ hơn đó các bạn. Câu 20 mình vừa mới làm cái ngân hàng thôi, làm trước câu 20 đi. Cái ngân hàng này là một trong những ngân hàng đầu tiên, sớm nhất. Rồi, coi coi nó có sớm nhất hay không là được. Nè. Câu số 19. Câu 20, 20 trước đi. Ngân hàng sớm nhất. Không hay nói với cái sớm nhất này. Ừ, thấy không? Nó lớn nhất. Nó là lớn nhất chứ không biết là sớm nhất hay không, đúng không?
Chắc là nó kỹ thuật. Chính xác, giỏi, đúng rồi đó. Nhi làm được không? Hay là Nhi làm? Ok, tốt. Câu 19 nào Nhi? Cái lý do, như vậy lý do nó sẽ nằm ở mấy đoạn đầu tiên thì vậy. Collect seed khác trong quá khứ. Lý do người ta collect seed là làm gì? Profit nè, đúng không? Extinction nè, true, tại sao? Vậy trong quá khứ người ta collect seed để làm gì? Hay là nó khác? Nó có chỗ nào gọi là khác thì mới là true đúng không? Hoặc là mình lại trừ. Có, để coi coi. Không có gạch đúng không? Không có gạch. Some seek, other collect. Right. They are not looking for lost treasure, just part may like the romantic. Ok. Có đó, có đó. Các bạn sẽ thấy hay là chỗ nào nó sẽ có cái chỗ chữ này để Khánh ơi. Có đó. Dạ tao 20 đúng không thầy? À, 19, 20 nó ghi vần rồi. 20 Ủa, giờ 19 con đánh là true. 19 là true hả? Dạ, cái đoạn 1 luôn. Đoạn 1 luôn. Rồi Nó có ghi chỗ là nào đoạn 1 nó là sao? Đó. seek for profit rồi cái okay. Rồi lại rồi cho thuốc rồi cái kiểu này không nghĩ là vậy. Đâu, đoạn 1 nó nói gì? Đoạn 1 là cái đoạn kinh nghiêng á hả? Ủa gì đã đang À, đoạn nghe 2. Rồi, một vài vậy. Ok, seek for profit. Cái này ở thì gì đây các bạn? Thì hiện tại đơn nè, các bạn thấy không? Nó nói là gì? Họ đi bốn góc, bốn bể, đúng không? Của trái đất. Họ đi lục tung những cái jungle, những cái sa mạc, savannas là những cái hoang mạc ha. Và họ không có đi tìm những cái ancient artifact nữa, đang nói về thì hiện tại các bạn. Họ không có đi lost treasure nữa. Và họ đi đi tìm những cái pod là những cái quả mà có hạt ở trong đó mà. Là pod. Và nó có thể nó thiếu đi những cái lãng mạn, sự lôi cuốn của archaeology về khảo cổ học hay là danger, sự nguy hiểm. Going after a big game. Game ở đây mình đã học rồi, ngoài nghĩa trò chơi. Nó còn nghĩa là cuộc đi săn. Game là săn, đi săn. Tại ngày xưa người ta đâu có thú vui nào ngoài thú vui đi săn thú đâu. Nên nó mới gọi là game, cái trò chơi của họ là đi săn. Rồi, và nhưng seed hunting bạn sẽ thấy có cái từ đó là nó đi từ từ nè. Đang là một cái việc kinh doanh ngày càng nghiêm túc. Có nghĩa là ngày xưa nó không nghiêm túc. Ngày nay nó nghiêm túc hơn là nó profit. Thấy không các bạn? Và nó order thì sẽ làm những cái khác nhưng mà nó sẽ có hai cái vấn đề. Nhưng mà các bạn thấy được sự khác nhau ở ngay chỗ increasing. Có nghĩa là ngày xưa nó không phải vậy. Nó ngày càng tăng, đúng không? Đang ngày càng tăng như vậy con này là true. Ok. Chính xác. Đúng rồi đó. Và còn nữa không? Cái đoạn số 3 các bạn sẽ thấy rõ ràng là cái lý do người ta đi để làm gì á. Các bạn sẽ thấy cái đoạn số 3 nó nói về quá khứ thấy không? Là tiên phong là người ngày xưa người ta đem seed về. Rồi, và làm gì? Driven to expand. Như vậy cái ngày xưa cái mục đích của người ta các bạn sẽ đọc ở ngay đoạn 3 các bạn sẽ thấy cái chữ driven. Driven là lái xe. Nó còn là động lực của mình. Như vậy động lực của ông ngày xưa đã làm gì các bạn? Ông mở rộng bộ sưu tập ra thôi. Ông muốn sưu tập nhiều loại cây. Đó là ngày xưa người ta chỉ đơn giản như vậy thôi, người ta bỏ tiền túi ra. Và các bạn sẽ đọc ngay đầu đoạn 4 các bạn sẽ thấy rõ hơn những cái ngày này, ngày cái ngày đó nó đã over, đã qua qua mất tiêu, người ta không còn như vậy và nó đã bị replace, bị thay thế bởi cái nhu cầu pressing, press là nhấn, nhu cầu cấp thiết gọi là pressing need để mà bảo tồn đó. Như vậy các bạn thấy không, nhu cầu bảo tồn là ngày nay và các bạn đã thấy có sự khác biệt chưa? Nếu mà các bạn đọc 3 4 các bạn cũng sẽ thấy true đó, nó sẽ có trải rất là nhiều ý. Nhưng mà nếu mà mình tinh ý mình đọc ngay câu số 2 ngay increasingly là mình đã thấy rõ rồi. Và các bạn hãy 3 4 rồi sẽ thấy về quá khứ. Rồi. Số 21. Một cái lý do cho những cái cây nó bị tuyệt chủng đó là mở rộng cái farmland. Mở rộng đất. Farm đất về nông nghiệp ha, mở rộng ra. Lý do lớn nhất các bạn major ha. Lý do rất là lớn nè.
là người ta tuyệt chủng là do người ta mở rộng những cái đồn điền á, trồng cây á. Lý do Nam nằm đâu, có không? Có đó, có đâu không? Lý do mà tòa á, rồi đoạn số 5 nè. đoạn số 5 nó nghĩa là chung phải. Đoạn số 5 là true luôn hả? 5 nè. Rồi chỗ nào, chỗ nào gọi là bị chết mất tiêu? Ủa Ừ, 6 hả? yeah, chắc là số 6 này. 6 á. Ừ, 6 nó nói làm sao? Nó có nói là từ chỗ we currently responsible này, cho tới hết thì nó nói là đang chịu, người ta phải chịu trách nhiệm cho cái sự phá hủy môi trường sống trong, rồi nó là trong suốt 400 năm thì nó tuyệt chủng, cái loài thực vật nó tuyệt chủng cao gấp 70 lần so với lại bình thường. Và trong người ta nói là trong những năm, trong 50 năm kế tiếp này, thêm 1 tỷ hecta nó sẽ chết, kiểu như là từ hoang đất hoang dã nó thành cái đất Farm. của nhà nước này, Đúng rồi, đất của nông các trại đó. dân Ừ. Như vậy tộc. là true đúng không? Đúng rồi. Major nó sẽ bằng nghĩa với lý do plants have been 70 là 1 billion hectares, 25% đang bị tuyệt chủng và biến mất nữa. Đúng rồi. Như thì sao? Như làm câu 21. Miền Trung. Đúng rồi. Chính xác. Nó sẽ bị biến thành và do con người tàn phá đúng không? Câu 22 Khánh. Cái cách mà những nhà khoa học sử dụng để chứa những cái hạt này nó giống với cách mà đã được sử dụng bởi những người nông dân. Y chang luôn, đúng không ta? True. Thu tiếp hả? Ok. Đâu? Có cái đoạn gì mà cái nguyên lý của cái xít băng nó là y chang của Farmer. Xít băng. Con nhớ con có cái Số 9. thầy Số 9 đó. Nó nói làm sao? Số thầy 9. số 9 Seed bank là một cái gọi y chang là were originally developed by farmers. nằm đâu, nằm đằng mát, phải seed bank luôn Dạ đúng rồi. không? Rồi như vậy storage is the basis of what we do just as in farming. Như vậy nó nói là gì? Cái những cái ngân hàng hạt giống nó là một cái insurance policy. Các bạn biết policy là chính sách đúng không? Insurance là bảo hiểm. À, những cái chính sách bảo hiểm để mà bảo vệ những cái heritage là những cái di sản về cây trên thế giới cho tương lai. Và cái sự những cái kỹ thuật thì được originally ngày xưa là được phát triển bởi những người nông dân. Và storage, cái sự mà mình gọi là chúng tôi chủ yếu là chúng tôi sẽ làm về chứa cất giữ và có thể tránh khi mình sử dụng được nó, giống như trong nông nghiệp vậy. Không có lý do tại sao bất cứ cái giống cây nào phải tuyệt chủng, do công nghệ ngày nay đã có rồi. Nhưng máy thừa nhận là cái challenge thứ nhất là lớn nhất, đó là tìm, đọc tên và phân loại tất cả những loại cây. Và bất cứ ai mà has to gather phải đi thu thập những cái cây này trước khi nó quá trễ. À, phải có người đi thu thập chứ không là cây nó tuyệt chủng đúng không? Và ngoài ngoài kia thì không ai làm điều này nhiều hết. Vậy cái key là phải biết được cái flora. Flora là các bạn biết giống flower. Flora là cây. Flora là thực vật. Rồi. Còn động vật là gì? Khánh nhớ không? Động vật là gì Khánh? Không ngờ đúng không Giỏi, thầy? giỏi quá. Fauna là động vật. À, cái từ chuyên ngành. Động vật và thực vật là flora thì mình nhớ được chữ flora là florist, flower gì đó là được. Rồi. Như vậy ở đây nó sẽ nói về cái cách mà store nó sẽ được sử dụng như farmer bằng nghĩa với just as in farming, đúng không? Y chang true. Dễ quá trời dễ. Rồi, câu 23. Nam quay trở lại Nam hả? Sự phát triển về kỹ thuật là hy vọng duy nhất
Hy vọng duy nhất. Hai ba là Sự phát triển về kỹ thuật là hy vọng duy nhất để cứu những giống cây. thì cũng thấy được. Cảm thấy ở đây nó có về kỹ thuật là given given today's technology, là nó Nó ông có nói là nói không bao giờ cây một cái giống cây nên bị tuyệt chủng nếu mà có công nghệ, nhưng mà nó có chữ but. But như vậy các bạn thấy cái but là gì? Nhưng mà công nghệ thì có đó đúng không? Như vậy phát triển kỹ thuật là có, và ở đây có chữ gì các bạn? Only hope, một câu nó nhấn mạnh chữ only, tức là để cứu được cây thì phải có duy nhất nhờ vào kỹ thuật thôi, ngoài ra không nhờ vào cái gì khác để cứu được nữa. Đó, đó là như vậy. Nhi hơi khó à, câu này bây giờ mình loại trừ trong đầu xem bây giờ yes được hay không, true được hay không, thì mình tính tiếp. Ít nhất là 50-50, true là hy vọng duy nhất, thì trong đoạn văn nó phải nói đó là hy vọng duy nhất. Ở đây nó có một cái câu là không có lý do tại sao cây tuyệt chủng, là có công nghệ. Ok, như vậy là công nghệ có rồi thì không lý do gì nó tuyệt chủng. Như vậy có bằng nghĩa với là cái công nghệ là cái hy vọng duy nhất để cứu nó không? Các bạn thấy hai câu đó có bằng nghĩa với nhau không? Khi mình ghép lại, hy vọng duy nhất là do có công nghệ, còn này nó là không có lý do gì tuyệt chủng nếu mà đã có công nghệ, tức là công nghệ sẽ giúp cho nó không tuyệt chủng đúng không? Còn cái việc only nó có nói không? Ngoài ra ngoài khác thì có thể có cái cách khác đúng không? Vậy ở đây không có chữ only, như vậy câu này không phải là true, như vậy chỉ có thể là false hoặc not given thôi. Rồi suy nghĩ tiếp đó. Nhi làm chưa ra thì không sao, câu này hơi khó đúng không Nhà phone là sao vậy? ông nói là phone. Sao phone? Dạ, tại vì đằng sau ông nói là cái thử thách lớn nhất là tìm đặt tên với lại phân loại này. Chính xác, tìm sao? Như vậy, before it's too late có nghĩa khi các bạn đọc câu này các bạn thấy cái gì? Công nghệ có rồi, không có lý do gì nữa tuyệt chủng nữa. Nhưng mà khó nhất ở đây, mặc dù có công nghệ rồi, là đi tìm cái cây. Phải có ai đi tìm trước khi quá trễ, tức là phải có hạt giống, còn nếu mà không có hạt giống thì công nghệ cũng thua. Đúng không các bạn? Như vậy câu này là phone không phải là duy nhất, mà là gì? Mà là phải đi tìm đã. Phải có người tìm lắm. Đó mới là hy vọng. Vậy sẽ có nhiều cái vậy, chứ only đây là làm cho con này nó sai luôn á. Rồi. Nam hiểu không? Nam. Con này hơi khó ha, nhưng mà mình lại trừ bớt đi để các bạn lỡ mà có đánh đại á. 50-50 đỡ sai. Câu 24. Cái công việc mình bảo tồn hạt giống thì thường nó bị giới hạn bởi cái gì? Tài chính. Tiền nguồn tài tài chính nó không đầy đủ, không đủ tiền. Đơn giản là vậy. Often nữa ha. Nhớ những cái từ mà chỉ mức độ các bạn nên khoanh tròn để mình làm gì? Often. Ở đây nó nói là never thì câu này sai hoàn toàn. Trong đoạn văn nó nói là luôn luôn thì câu này cũng sai luôn. Các bạn hiểu không? Luôn luôn tức là 100%. Often thì nó lúc có lúc không, nó thường thôi. Có nghĩa là nó khoảng 70-80. Nhưng mà nếu người ta nói luôn luôn thì câu này thành câu sai luôn lập tức. Thấy không? Các bạn, đó là cái chữ chỉ tần suất nó sẽ quyết định cái câu này ha. Một số câu như vậy. Rồi. Sao? Không đủ tiền, đúng không Nhi? Tiền, tiền. Có tiền không? Không đủ tiền. Nó bị giới hạn là cho người ta không đủ tiền á. Kiếm liên quan đến tiền á, có không? Có không? Đó, suy nghĩ từ từ. Em bỏ chấm hả? Phone à? Biết đại À, biết đại phone. Phone thì ở đâu? Sửa được không? Có liên quan đến tiền không? Có nè. Số 11 nè. Tiền nè. Thầy thấy có chữ tiền, lack of funds. Đó, không có tiền. Nhiều cái ship bank nó bị đe dọa do không có tiền. Đó đó, đó đó, đó. Rồi giờ sao nữa? Nó bị đe dọa. Có phải là the work of ship conservation là ship bank không? Rồi. Giờ sao? Không có tiền. Nè có tiền. Không có tiền. Tiếp. Như vậy những cái trường này nó đã gì đó đi đó rồi. Race.
nó đang gây quỹ 260 tỷ triệu đô để nó bảo vệ cái ngân hàng này, để mà ngân hàng này tiếp tục perpetuity là liên tục. Các bạn sẽ thấy cái chữ perpetual, lâu lâu các bạn sẽ thấy cái chữ perpetual, perpetual, chữ này là vĩnh cửu, vĩnh cửu hay là cái gì đó nó cứ chạy hoài thôi. Các bạn có thể dịch là vĩnh cửu hoặc là không không nghỉ cũng được. Rồi, ok, con này sao đây Khánh ơi? Bạn làm là phones, Khánh làm là gì nào? Dạ thương con này làm về thương. Rồi, tại sao chuông nào? Dạ có cái đoạn cuối thì con thấy là nó lack of funds. À, lack of fun. Vậy đủ chưa? Chỗ nào bằng với often nào? Often. Mình chưa kiếm được cái đó còn đánh luôn. Ở đây chưa có cái mức độ phải không? Ở đây sẽ có đầy đủ the work of seed conservation, cái việc bảo tồn bằng nghĩa với seed bank đúng không? Rồi thì thiếu tiền nó bằng nghĩa với lack of fund. Nam hỏi Nam nữa đi rồi mình hãy giải thích câu này coi. Bạn làm phone, bạn làm true rồi Nam. Nam làm là gì? Nam quyết định Câu 24. không biết hả? Câu này khó đúng không? Tìm được hết rồi đúng không? Còn thiếu có chữ often này. Bây giờ thầy hỏi nè, thí dụ các bạn không kiếm được often thì câu này false hay nó given hay true? Không kiếm được chắc chắn không phải là true rồi, như vậy chỉ còn hai đáp án false là nó given đúng không? Nếu không kiếm được often đúng không, không có often thì là nó given, tại vì mình đã kiếm được gần hết rồi đúng không? Đó, như vậy suy ra đáp án false chưa chắc đúng đúng không? Rồi, thầy chỉ nè, nhìn kỹ lại cái câu này nó là gì. Cái công việc này nó thường bị giới hạn bởi như vậy. Mình cứ đi tìm những cái liên quan đến tần suất, tìm không thấy. Có một cách khác để người ta thể hiện tần suất, đó là gì? Các bạn nhìn cái con này để ý kỹ xem. Nếu thầy nói con này là true, rồi thầy nói con này là true đi, các bạn thử tìm cho thầy xem chữ often nó nằm ở đâu. À, thầy chưa giải thích vội, cho các bạn đi tìm thử trước. Nếu đáp án ở đây là true thì chỗ nào thể hiện là cái công việc này nó thường nó bị giới hạn bởi thiếu tiền. Cái từ nào thể hiện từ often? Cho các bạn 1 phút nha, suy nghĩ thử. Mình sai con này thì mình học được thêm nhiều thứ lắm. Đọc bằng cách nào? Mình đọc câu đó, nếu mình không thấy đọc câu phía sau nữa không có thì đọc câu phía trên nữa không có thôi. Không có thì có khả năng nó đâu đó nằm ở trong cái câu mà mình gạch. Rồi 1 phút xong đi rồi thầy gửi tiếp. Bạn nào kiếm ra thì xung phong ha. Rồi, chưa nghĩ ra luôn ha. Rồi, gợi ý thứ hai là nó nằm ngay trong cái câu lack of fun của các bạn luôn. Đó. Trong một câu duy nhất đó thôi. Trong câu đầu của đoạn số 11 đó. Các bạn lấy so sánh song song lại thì các bạn sẽ ra gì? Many, chính xác. Many là gì? Nhiều cái ngân hàng nó bị đe dọa do nó thiếu tiền. Có phải là nó có nghĩa là cái công việc này nó thường xuyên bị đe dọa không? Nhiều cái lận mà. Như vậy many bằng với often đó các bạn. Còn nếu mà nó own thì không đúng nha. Own thì câu này thành câu sai nha. Đúng không? On là bằng cái gì? Always, luôn luôn. Đó là một cách thể hiện tần suất khác, tần số xuất hiện. Các bạn thấy như vậy thầy khoanh tròn cái chữ often và only không? Hai cái này rất là quan trọng đó ha. True. Ha, một cách thể hiện khác, many. Rồi, most cũng được ha. Câu 25 và 26. Trời ơi, dễ quá.
hai cái nào được cung cấp bởi cây cho con người. Cây cung cấp gì cho con người? Lợi ích của cây cỏ quá dễ luôn. Nhi, đúng được không? Lợi ích của cây. Nước có đoạn Em nào? Đoạn nào, đoạn nào? Ừ. Dễ lắm á. em chắc là câu C, Chắc là tại em câu, cũng chắc là câu C hả? C là treasure, là kho báu hả? Đoạn nào trước? Ở đây mình lướt như thế nào các bạn? Thấy câu cuối rồi, thôi lướt đoạn đầu đi. Đoạn 2 không thấy. Đoạn 3 nói về người cũng phải. Đoạn 4 nói về cũng người luôn. Đoạn 5 nói về một cái gì đó 200 hecta. Đoạn số 7 các bạn ơi. Đoạn số 7 đây nè. Cái đoạn nhỏ xíu này nè. Các bạn sẽ thấy ra là gì? Implication of this loss. À, cái hậu quả của cái việc loss. Loss này là việc mất mát này rất là lớn. Bên cạnh cái việc cung cấp staple food crop. Như học chữ staple này rồi, nhớ cái bài cái cây cactus, cây hoodia không? Cái Cái cây 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 xương rồng à, cây xương rồng nó có chữ staple food nhớ không? Main food đó, những cái thực phẩm chính đó bằng staple. Như vậy bằng A nè. Rồi ở đây có plant nè, nó là nguồn cung cấp cái gì đó quá trời luôn, nguồn cung cấp thuốc và cũng là nguồn cung cấp nhiên liệu và vật liệu xây dựng, và nó bảo vệ đất và nó điều hòa nhiệt độ, regulate là điều hòa và chống plant đang bị tuyệt chủng. Rồi xong, con nào giờ loại trừ ra liền câu A và câu mấy? Suy nghĩ, treasure là kho báu rồi, treasure là kho báu ha. Thành ra cái chữ kho báu này nó rất là hay các bạn. Kho báu này là danh từ, và các bạn khi các bạn nói là I treasure you, I treasure your love, có nghĩa là mình trân trọng người đó ha. Treasure là mình coi người ta như một cái kho báu. Trân trọng, chữ này có thể là trân trọng, không liên quan. Kho báu đâu có đâu, cây cho kho báu hả? Sướng quá. Họ đi làm đi ra đốn cây cái có tiền hả? Đúng không? Artifact. Artifact là cổ vật. Ừ. về năng lượng. Năng lượng chính xác, energy, năng lượng bằng với chữ fuel. Xong. Cây cho quần áo luôn hả? Ừ, cũng có nhưng mà không, hồi xưa lấy lá che không đúng không? Rồi ai đi nào, các bạn thấy không, đề này thật ra tới khúc 26 ha, bạn nào giỏi á là được ít nhất cho thầy được 23, 23 hoặc 22 câu. Ok rồi, ráng thêm những cái câu phía dưới nữa là xong. Đề này lại không khó lắm nha, làm tới đoạn 2 hết giờ rồi hả Nhi? Tập trung không hay là có ai tới làm phiền không? Ở nhà nhiều khi mình không có ngồi được 60 phút đâu, phải không? Ngồi cái mẹ kêu ăn cơm con ơi, bạn gọi điện thoại đúng không, giao hàng Shopee rồi chu phone nữa. Giờ ra đề này là ngon rồi, no no more nữa, ngon. Trời ơi đề này là sướng luôn á các bạn, thấy không, những cái loại nó không hề khó ha. Rồi chu phone start given, hoặc là các bạn có thể làm no more than three words trước. Summary, summary hơi khó hơn chút xíu, là tổng kết thôi, làm chu phone vậy. Rồi chu phone not given, cái title, cái tựa đề của cái cuộc trao đổi nó not unbiased. Khi các bạn làm á một cái câu mà các bạn thấy có hai cái gốc từ mang nghĩa phủ định á, dịch hồi nó lộn á, thì cách tốt nhất các bạn sẽ loại đi cho thầy hai cái gốc đó luôn, not nè, un nè, thấy không, đúng không? Hai cái có phải là hai cái no bằng một cái yes không? Hai cái phủ định có nghĩa là mình phủ định, là mình phủ định cái nữa là thành thành cái bình thường đúng không? Như vậy mình loại đi hai cái not in. Vậy cuối cùng là cái tựa đề của cái cuộc tranh luận này là nó bias. Nó bias, bias là thiên vị đó các bạn. Ha. Nó có bias không cái tựa đề này? Assessing the risk, đánh giá rủi ro. Bằng cách nào chúng ta có thể đánh giá được liệu là có đúng đắn để mà chúng ta có thể đi tiếp với một cái công nghệ mới hay không? Và cái việc mình áp dụng cái precautionary principle, những cái nguyên lý cảnh báo trước ha, à, đúng đắn, đúng, cẩn thận á, thì bạn sẽ không có đi xa, bạn sẽ không có đi xa, sai quá xa đâu. Rồi,
Ok, và câu đầu tiên các bạn sẽ thấy được chữ title. Và các bạn sẽ thấy được chữ debate. Và các bạn sẽ thấy được chữ unprejudice. Unprejudice này chưa? Học ở bài trước rồi, đúng không? Nhắc lại nha. Chữ này đọc sao trước đi. Rồi. Lâu lâu sửa những cái từ đặc biệt cho các bạn nhớ ha. Nam, chữ này đọc sao nào? Supposedly. Ok, supposedly. Khánh. Supposedly. Ok, supposedly. Nhi cũng vậy luôn. Mình thấy đơn giản là nó thêm ed thì mình đọc ed câm và thêm chữ ly vào. Âm đi đó. Chữ này đặc biệt các bạn ha. Supposedly. Nó làm ed mới ghê. Chữ đặc biệt. Rồi nhắc nhẹ thôi. Supposedly. Như là một cái tựa đề cho một cái buổi tranh luận mà nó được cho là không có chữ này không biết tách gốc ra nào các bạn. Ân không pre trước Judas. Judas thì mình sẽ thấy nó đi từ chữ này phải biết thôi. Judas là từ chữ judge hoặc là Judy. Judy thì thấy ít hơn thay chữ judge đúng không? Judge là quan tòa. Judge là quan tòa phán quyết, phán xét. Vậy không có phán xét trước có nghĩa là không có thành kiến. Thành là trước, kiến là ý kiến các bạn ha. Có nghĩa là thành kiến là mình nhìn người đó tự nhiên mình không biết, mình thấy người ta tóc tai nhuộm với người ta ôi này giang hồ lắm. Đó là một cái thành kiến của mình, nó là prejudice của mình ha. Ok không? Rồi như vậy ở đây bằng nghĩa với bias nè. Bias là thành kiến, thiên vị là thành kiến chứ gì nữa. Rồi như vậy cái tựa đề của nó không, nó thiên vị à, cái tựa đề nó thiên vị. Còn trong này nó là thiên vị hay không thiên vị đây Khánh? Dạ không. Không thiên vị, chính xác. Vậy con này trở thành con gì? Phòng. Thôi hả? Không chắc chưa, Dạ chắc. chắc Dạ. hả? Nhi thì sao? Phone. As the title for supposedly panic attack, interrogating our obsession with risk. Ở đây có chữ interrogation. Lâu lâu học những chữ là lạ, thật ra nó không lạ tí nào. Hồi xưa các bạn học cái chữ này ngay từ những bài đầu tiên của tiếng Anh. Khi các bạn học về câu hỏi, các bạn sẽ thấy có cái giáo viên hay để chữ interrogation, thể nghi vấn. Chữ này bằng nghĩa chữ question. Như vậy cái gọi là cái việc hỏi, obsession là ám ảnh, đặt câu hỏi cho những cái ám ảnh của chúng ta về rủi ro. Và nó là did not bode well. Mình không biết chữ bode well là gì phải không các bạn? Đọc thêm một vài câu xem nó có nghĩa là gì không. Khánh dịch thử coi, dịch vài câu coi những cái đoạn đó đó. Dạ cái đó thì Từ từ nó Hell last last week đi. là được tổ chức tại học viện ngoại gia xem ở ở London. Sự kiện này thì đã đưa các nhà khoa học đến tập hợp với nhà khoa học từ các nền trên thế giới để hỏi vì sao xã hội quá gọi là sợ Obsess, ám ảnh. ám ảnh với Obvious rủi là ro cái gì á? và gọi là rational. Có chữ Rational, này lý trí. Rational là những cái lý trí ha. Là người ta sẽ đi tìm một cái cách tiếp cận mà có lý trí hơn. Tại vì người ta sợ risk quá, người ta rủi ro mà ta không biết đánh giá là sao á. Thành ra xã hội phải đi tìm cái cách để người ta đánh giá rủi ro trước khi làm, đúng không? Chúng ta dựa vào nó là dựa vào gì? Câu này hơi khó hả? Khó dịch hả?
Được mà, dịch được mà. Chúng Hay ta quá, hay dễ dựa vào, chịu. đây sẽ có những cái chữ các bạn ạ. Chúng ta hay dựa vào, chúng ta thường sắp xếp xã hội của chúng ta dựa vào cái châm ngôn. Maxim là châm ngôn. Cái châm ngôn của bà, cái lời dạy của bà của chúng ta là better safe than sorry. Tốt hơn an toàn trước đã. Ha, an toàn là trên hết chứ không phải là không hối tiếc á, tức là nên đặt cái an toàn hơn. Thì như vậy chúng ta hay sắp xếp xã hội như vậy lắm. Như vậy thì online publication theo như cái spy, cái tạp chí online nó nói rằng là gì, cái hậu quả của cái việc mình quá lo lắng, quá mức overbearing, quá mức về cái rủi ro và hậu quả xảy ra là gì, đúng không? Như vậy đây á, mình thấy ở đây là cái title, như vậy nó chỉ có nói ở câu đầu thôi, đúng không các bạn? Did not bode well thì mình không hiểu nghĩa ha, thì mình vẫn làm được. Như vậy các bạn nhìn ở đây nè, ở đây sử dụng cái gì đây, is khẳng định, đúng không? Cái title này nó sẽ là không phải là không có thiên vị, tức là nó có thiên vị ở trong. Rồi câu này nó là gì, như là cái title, as a title for a supposedly unprejudiced debate on panic attack did not bode well. Như vậy did not cái gì đó well, nhìn nha, supposedly là gì, cho rằng là. Như vậy là cái tựa đề cho cái cuộc tranh luận mà được cho là không có thiên vị, cái cuộc tranh luận nó được cho là như vậy, thì nó nói là gì, cái title nó như vậy thì cái title nó không có đem lại hiệu quả tốt. Did not bode well là như vậy thôi. Như vậy câu này là gì, cái title của cái debate nó unbiased, nó không phải là không có thiên vị. Như vậy nằm đâu, vậy là phone là nó thiên vị đúng không? Còn câu này thì sao các bạn? Supposedly unprejudiced mà, không thiên vị mà. Mà nó là, vậy thì các bạn làm phone là sao? Giải thích thử Nhi. Cái tựa đề của cái đó thì nó là thiên vị, là nó trái nghĩa đúng không? Và nó phải là không thiên vị đúng không? Vậy là phone đúng không? Nhưng mà nó cũng biết nó quay À, mình không hiểu được cái chữ đó nên mình không làm, mình không biết nó là có chính xác hay không, đúng không? Bob did not bob well là một cái điểm không tốt, nó đưa ra một cái điểm không tốt cho cái title như vậy. Nên mà chỉ nói về cái title đó, ở đây nói chữ gì, supposedly được cho là, ha, suppose là cho chứ không phải là chắc chắn lắm. Giờ mình nói coi còn không, được tổ chức thì cái event nó sẽ đưa đến những cái người này, và những cái người này họ hỏi cho tại sao xã hội chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi rủi ro, và tìm ra một cái cách tiếp cận mà lý trí, tức là có khoa học nhất, đúng không? Rồi như vậy đây nó đâu có nói gì nữa đâu, hết rồi đúng không? Như vậy thì mình câu này nó given là loại nè, đúng không? Như vậy chỉ có mỗi true hoặc false thôi. Nam làm là gì? Là con đúng Ừ, phone luôn. Ok, chứ không phải không nghĩ lại sao Khánh nghĩ lại hả? Nghĩ lại sao? lại Nghĩ lại là gì? Không nghe, không nghe, không nghe đó Khánh. là chân không nghĩ lại true, Tại sao, tại sao chu nào? là tại ở trên là đã ân, ở dưới did not, kiểu là theo phân dịch lại thì nó sẽ là cái tiêu đề này được cho là không thiên vị, nhưng mà xuống dưới lại là tiếng nó bất quen, là làm không tốt cái việc đó thì nó sẽ là thiên vị. Ừ, con này hơi khó ha, con này thật ra các bạn sai này cũng không nói gì luôn á. Tại vì thứ nhất ở đây sẽ có hai chữ cho các bạn làm supposedly. Cái chữ suppose á, nó không phải là một chữ chắc chắn 100%, cho rằng, đáng lý ra là, có nghĩa là mình tính là như vậy nhưng thực tế là có thể thay đổi. Supposedly là đáng lẽ ra là, cái title đáng lẽ ra nó phải là một tranh luận không có thiên vị, nhưng là cuối cùng là cái đó nó lại không có diễn ra tốt như vậy, có nghĩa là nó thiên vị đó các bạn. Câu này rất khó ha, bốt mình không biết, mình có thể did not go well gì đó cho nó dễ nha. Ở đây là các bạn thấy cái hai cái vế nó ngược nhau liền, nó được cho là, các bạn khi nên khi các bạn thấy cái chữ supposedly các bạn nên để ý nha, được cho là
Thí dụ như mình nói là anh ấy được cho là he supposed to leave the office. Anh ấy dự định là anh ấy sẽ ra khỏi văn phòng. Thì khi đó mình biết cái vế sau là nhưng mà rồi đó. Supposed to là mình được lẽ ra là phải làm gì đó. Lẽ ra là các bạn dịch là lẽ ra là cho nó dễ. Như vậy lẽ ra là nó sẽ in prejudice nhưng cuối cùng nó không có go well. Nó không có tốt. Như vậy là cuối cùng là nó không có được, không xảy ra cái điều lẽ ra đó. Nó là false. Nó là true, sorry. Tại vì câu này nó ngược, nó sẽ là true. Nó sẽ là bias. Tại vì nó ngược với cái unbiased ở đây. Câu này hơi khó nha. Bỏ đi, câu này sai không sao, bỏ đi các bạn. Nhưng mà thầy chỉ nhấn mạnh cái chữ supposedly cho các bạn thôi, lẽ ra. Các bạn dịch là giữ chữ lẽ ra. Có 28. Tất cả khoanh tròn. Chỉ mức độ, chỉ tần suất ha. Tất cả những nhà khoa học được mời đến cái sự kiện này thì đều là từ medicine cả, đúng không Nhi? Not given. Không biết là mời từ ai hết. Đúng rồi, not given. Tiếp theo câu 29 nam. Cái thông điệp mà những nhà khoa học này đưa làm những cái survey. Survey là những cái buổi những cái bài khảo sát. Thì nó được đưa cho world sending, who conducted the survey world sending. Cái thông điệp mà những người này đưa ra đó was là người ta không nên liều, không nên liều gì hết, đúng không Nam? Thông điệp cuối cùng kết luận đúng, đúng à? Đâu, chỗ nào? Cuối cùng là sau khi mà nghiên cứu xong cho đã là đưa ra đừng liều, đừng có liều. Nói phần cuối no risk no gain. No thì risk bạn cũng show bài nói no risk no gain vậy chu hả? Ủa à, con rồi. False, chính xác. Không có rủi ro thì không lớn lên, không có đạt được cái gì hết. Còn này là không nên take risk mà. Ý của ông là vậy, là rủi ro đi, liều đi. Câu 30. Tất cả những cái công nghệ được liệt kê thì nó rủi ro hơn những công nghệ khác. Khánh, coi coi công nghệ liệt kê. Dạ, hình như là not given. Có nói không? Đang phân vân giữa false và not given. Rồi, công nghệ đâu, có không? Dạ, từ cái đoạn clearly technology is listed. Đúng rồi, clearly, rõ ràng là tất cả những cái công nghệ mà được đưa ra bởi 40 cái người gì đó, đúng không? Thì innately risky. Cái chữ innate này rất là hay các bạn. Innate này các bạn sẽ sử dụng được trong rất nhiều cái. Các bạn có thể dịch nó là bẩm sinh. Bẩm sinh tức là khi mình sinh ra đã có rồi những cái tà tật, dị tật. Hoặc là các bạn sẽ có một cái tài âm nhạc bẩm sinh. He has an innate. Ví dụ anh ấy có một cái tài âm nhạc bẩm sinh. He has an innate sense hay là gift of music. Anh ấy có cái tài năng thiên bẩm. Là gift đây là món quà, món quà là món quà từ trời đó ha. Rồi, innate là như vậy. Rồi, như vậy cái bản cái công nghệ của nó, bản chất bên trong của nó là risky ha. Tại cái inception các bạn. Inception ha. Các bạn học cái chữ inception là cái bữa cái giai đoạn ban đầu gọi là inception. Trong một cái dự án người ta sẽ có giai đoạn, rất là nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là inception, giai đoạn khởi đầu. Như vậy bất cứ cái công nghệ nào nó cũng sẽ có công về cái rủi ro lúc ban đầu cả. Kể cả 40 cái công nghệ này đi nữa, rất là chọn lựa, rất kỹ càng rồi ha. Như vậy câu này riskier than. Như vậy câu này loại đi cái true, đúng không Khánh? Chỉ còn mỗi phone hoặc nó yeah. Thôi đúng không? Yeah. Đúng rồi, như vậy coi coi true là chắc không được tại vì nó so sánh. Còn này đang so sánh có nghĩa có, mình cảm thấy nó đang so sánh bằng. Đúng không? Nó đang so sánh bằng. Giống như những công nghệ khác thì nó đều giống như những công nghệ khác, nó đều có rủi ro. Như vậy những công nghệ này nó rủi ro hơn những công nghệ kia. Rủi ro hơn không? Hay là nó chỉ nói là giống như những công nghệ khác thôi. Có nghĩa là cái rủi ro bằng hoặc hơn mình không biết, đúng không? Nhưng mà nó có rủi ro. Rồi. Như vậy câu này các bạn sẽ đọc tiếp coi. Nhưng mà tất cả họ
cái công nghệ này đều sẽ có cái đèn xanh, tức là người ta đều thực hiện nó dưới những cái principle, những cái nguyên lý mà gọi là precautionary, tức là những nguyên lý mà gọi là cẩn thận, bởi vì tất cả đều có khả năng đem lại những lợi ích to lớn. Như vậy the solution, nó là giải pháp cho những vấn đề rất là lớn, đúng không? Nếu the snack, mình biết chữ snack mình không biết, nhưng mà nó là gì các bạn, có thể vượt qua được. Như vậy snack này là một cái vấn đề gì đó, đúng không? Những cái khó khăn có thể vượt qua, hoặc là những cái rủi ro có thể vượt qua được, thì nó là một cái giải pháp cho những vấn đề lớn. Như vậy các bạn ở đây thấy, như vậy câu này có riskier than không? Nếu mình chọn phone có nghĩa là không có riskier than, mà risky một là bằng, hai là thấp hơn. Còn này nó là gì? Tất cả đều có rủi ro, giống như là tất cả những công nghệ khác. Ở đây nó sang so sánh về ai cũng có cái rủi ro, chứ không phải là đang nói về cái rủi ro là như nhau, bằng nhau mức độ. Còn đây đang so sánh về mức độ. Các bạn thấy câu 30 là mức độ không? Rủi ro hơn. Như vậy câu này sẽ là nó như vậy, hiểu không? Không biết là nó rủi ro hơn hay là thấp hơn, hơn hay là bằng, nhưng chắc chắn nó có rủi ro. Cũng có thể là ít hơn, cũng có, nó không khẳng định, nó chỉ nói là có rủi ro thôi. Nó như vậy. Câu 31, worth taking the risk, tốt hơn là mình nên lấy cái rủi ro để mình ngăn chặn thuốc kháng sinh. Kháng sinh, kiếm coi các bạn, kháng sinh nằm ở đoạn kế tiếp nè, 3, 4, 5, 6, các bạn sẽ thấy được antibiotics. Câu số 31 nhi, được không? Tốt nhất là mình nên chọn rủi ro để mà mình có thể phát minh ra kháng sinh, tức là chấp nhận rủi ro để phát minh ra kháng sinh, đúng không? Coi thử coi, kháng sinh, rủi ro. Câu này không khó. True, tại sao true nè, nằm ở đâu? Of course, we would. Giỏi. Nó nói là gì? Nếu mà những cái nguyên tắc cảnh báo đã có rồi trước đây ha, các bạn thấy nó sử dụng thì quá khứ hoàn thành không? Had, tức là trước đây mà đã có rồi thì chúng ta sẽ không có. Các bạn thấy câu cái này là if, thấy không? If lại 3, không có thật ở quá khứ. Ngày xưa như vậy là không có. Nếu ngày xưa mà có những cái nguyên tắc này thì chúng ta đâu có antibiotic, đâu có thuốc kháng sinh. Nhưng mà chúng ta có, có nghĩa là chúng ta đã có. Như vậy ngày xưa là không có những nguyên tắc rủi ro, không có những nguyên tắc mà gọi là đừng làm nữa hay là cẩn thận hơn, mà ngày xưa là liều. Ngày xưa là liều. If the version of the principle that sensible people now understand had been applied, tất nhiên là chúng ta có. Nếu mà cái phiên bản của những cái nguyên tắc của những người hiện đại bây giờ đã được áp dụng vào thì nó là gì? Chúng ta sẽ có kháng sinh. Và khi penicillin được phát minh vào năm 1920 thì những cái con vi khuẩn nó đã laying waste to the world rồi. Những con vi khuẩn nó đã lan ra khắp thế giới rồi, và người ta chết rất là nhiều ha, và rất là nhiều bệnh. Đúng rồi. Và nó là một cái practical drug và thách kiến thứ hai. Đúng rồi. Of course, antibiotic were. Và câu này các bạn sẽ làm được. Thật ra đáp án của mình sẽ nằm ngay chỗ này các bạn. Thấy không? Tại vì cái đầu tiên nó chỉ nói về ngày xưa thôi, còn nó chưa nói về có đáng hay không. Như vậy mình phải đọc tiếp mình mới ra được câu số 7 nằm ở đây. Đây. Of course, the risk. Antibiotic là một cái ưu tiên, và cái risk, cái rủi ro ví dụ như là gì đó thì cũng đáng để chúng ta làm. Như vậy câu này là true. Đúng rồi. Đó. Câu 32, tất cả những cái phát minh trên danh sách đều được đánh giá bởi cái nguyên tắc này. Cũng được đánh giá bởi nguyên tắc này. Rồi. Câu này Nam ơi. Câu 8 nè, đó. Câu 8 nó nói luôn rồi kìa, all the items on the list kìa. Rất là nhiều cái, electric light bulb, bóng đèn điện, blood transfusion, truyền máu,
CAT scan, scan mấy cái giống như chụp CT vậy đó. Rồi, miso là bệnh gì các bạn biết không? Miso học lâu đúng rồi. Vaccine bệnh sởi là miso. Rồi. Nam làm được con này không? 32. Được đánh giá bởi cái này. Dạ không. Đúng rồi. Em không có không? Sao hả? Có không? à Nó cũng được đánh giá bởi một nguyên tắc này. thì chắc là đúng đó mình. Sao vậy? Sao đúng nào? Câu này hơi khó nè. Đoạn nào, đoạn nào? Câu này phải dịch kỹ lắm mới ra đó. Nhi làm chua hả? Tại sao? Would have. Mấy con rồi. Mấy luôn, ok. Would have cộng prevented có nghĩa là một cái gì trong quá khứ. Đúng không? Giống như so with, giống như những cái món đồ khác như là này, thì cái nguyên tắc này nó sẽ chặn, ngăn chặn tất cả nó rồi. Nhưng cái này là một cái gì đó nó sai lầm. Nếu mà được áp dụng đúng đắn thì tất cả những cái sự tạo ra này nó có thể, nó pass muster mình không biết, nó có thể nó vượt qua được cái gì đó, hay là nó đậu đúng không, nó vượt qua được cái gì đó, bởi vì tất cả những cái vấn đề incomparable advantage nó so với lợi ích thì nó so với lại rủi ro thì không thể nào so sánh được lợi ích và rủi ro đúng không, và tất cả đều có một cái lợi ích mà quá nhiều đi so với rủi ro nó không đáng bao nhiêu hết đúng không, tại thời điểm đó. Rồi Khánh, nữa rồi, Rồi, yeah. đang đang sử Ừ, dụng cái would có không à, đúng không? xài chỗ này xài ít luôn Xài if không à đó. không có vững cái này lắm nhưng mà con nghĩ là true Rồi, tại sao nào? dạ là kiểu nếu vậy những cái chỗ ít là được nó sẽ là cái ít này là ít loại hình như loại ba Ít tại ba với mô tả một sự việc không có thật ở quá khứ đó. Đúng rồi, cái này đang ở quá đúng khứ không? các bạn ơi. Ờ. Vậy thì sao? Plan wrong. Become have master Ở đây nó sẽ có những cái liên sẵn quan đến cùng nè. đó Had been properly. Nó chỉ quan trọng là cái chữ pass muster thôi. Muster mình không biết, mình biết chữ pass. Và muster có nghĩa là một cái giai đoạn nào đó, đúng không? Ví dụ vậy, nó sẽ vượt qua được một cái gì đó. Đúng không? Vượt qua một cái giai đoạn gì đó và nó vẫn là would have luôn. Quá khứ, không có thật ở quá khứ. Có nghĩa là gì? Vậy là sao Khánh? Master đây là bằng với approval các bạn, sự duyệt á, phê duyệt, có thể vượt qua được sự phê duyệt, bởi vì do nó có đem lại quá nhiều lợi ích so với cái rủi ro tại thời điểm đó. Và đang nói về quá khứ không à, ngày xưa, và tự nhiên có this is đúng không, mà là hiện tại, hiện tại thì nó sai. Vậy sao so with có nghĩa là giống như vậy, giống với những cái danh sách khác trên của những người scientist, là có những cái danh sách này. Nó nói cái gì phía trên vậy mà nó nói vậy? The risk là penicillin. Penicillin thì nó nói là gì? Là nên rủi ro đi. Vậy là ngày xưa nó chưa có cái này đúng không? Nó có chưa? We would, những nhà khoa học nói chúng ta rằng là nếu mà ngày xưa những cái nguyên tắc cảnh báo này nó đã có thì chúng ta sẽ không có cái antibiotic, không có kháng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta có. Nếu mà cái version, cái phiên bản của những cái nguyên tắc này mà người hiện đại ngày nay nó đã được apply đúng không? Như vậy là sao? That sensible people now understand had been applied.
If the version of the principle, the sensible, when we discover children die, và penicillin là một cái thuốc nè, và of course nó là một cái risk mà người ta có thể thấy được, mà người ta worth taking, could be perceived, tức là người ta có thể đoán được là có rủi ro đây. Và cũng giống như vậy, những cái bóng đèn hay là truyền máu, CT scan, con dao, vaccine, sởi, thì những cái nguyên tắc này nếu mà nó có thì nó cũng đã ngăn chặn hết rồi, đúng không? Tức là nhà khoa học nói chúng ta vậy, nếu mà có những nguyên tắc ngày xưa mà có cái nguyên tắc precautionary này thì nó đã ngăn chặn rồi. Nhưng mà điều này là sai. Sai là sao? Nếu những nguyên tắc này nó đã được apply một cách đúng đắn thì những cái này nó đã vượt qua được những cái rủi ro, đúng không? Như vậy thì sao? Con này hơi khó nè. Câu này giải thích rất khó nè. Giải thích thử coi Nhi. Cứ tự tin, tự tin. Nhưng mà nó có đánh giá hay không? Quan trọng. Quan trọng mình làm cần làm rõ khi sau khi mình đọc xong tất cả là có đánh giá hay không. Đố các bạn biết. Có không? Như vậy cuối cùng là vaccine có đánh giá không? Nó có đánh giá không? Nhìn cho kỹ coi. Đọc cho kỹ lại coi có không? Các bạn nhìn cho kỹ nè. Các bạn thấy cái câu mà nếu những cái nguyên tắc nó đã được apply một cách đúng đắn không? Thì tất cả những cái này nó sẽ vượt qua được thử thách. Thấy không? Vượt qua được cái gì đó. Như vậy nó có apply không vậy? Các bạn thấy cho kỹ, nếu nó đã được apply một cách đúng đắn. Tại sao người ta lại có sử dụng chữ properly? Nếu thầy gạch đi chữ này, câu này mang nghĩa khác. Gạch đi chữ properly đã trở thành gì? Nếu những nguyên tắc này được áp dụng, có nghĩa suy ra là không có áp dụng, if không có thật. Nhưng nó có một cái, nó bẫy mình ở đây, nó cho mình một cái chữ properly, áp dụng một cách đúng đắn. Như vậy suy ra là ngày xưa nó có áp dụng nhưng nó không đúng đắn. Có áp dụng nhưng mà áp dụng không hết hay gì đó. Như vậy nó sẽ không có qua được những cái sự kiểm duyệt, đúng không? Như vậy suy ra là nó có áp dụng, nó đã được đánh giá bởi những nguyên tắc này chứ phải không? Nhưng mà người ta đánh giá chưa có đầy đủ. True. Câu này rất khó nha. Nên là bạn nào làm true thì rất là tốt rồi, nhưng mà bạn nào làm false thì cũng không sao. Câu này rất khó. Tại vì một cái khi cho mình ở đây, if thì không có thật, đúng không? Nhưng có cái chữ này nó làm cho câu này trở nên khác, tức là vẫn được áp dụng nhưng áp dụng không đúng đó. Ha, khó nha, câu này khó nên câu này sai không sao, bỏ. Rồi, no one three word, lấy điểm ở đây, bỏ là lấy điểm cái này thôi. Khi người ta áp dụng những nguyên tắc này để người ta quyết định là người ta có phát minh một công nghệ mới hay không thì người ta nên xem xét với vấn đề gì, cùng với cái sự xem xét cái gì thông thường, hai cái vấn đề các bạn. Khi người ta quyết định kiếm xem. Dễ lắm. Khánh. Quyết định là người ta phải muốn quyết định cái gì nào? Dạ, consumer choice. Consumer choice nằm ở đoạn nào? Có thể ngập quá trời rồi này. Để cũng dò. Ừ, dò lại coi. Vì scenery. Nhìn được không? Ừ, Phương Quân là được tìm được là tốt rồi đó. Ở đó là issue, một cái vấn đề là statistic. Statistic là những con số thống kê. Nó are not the only concept people, không phải là cái khái niệm mà duy nhất mà người ta sử dụng khi người ta cân đo đong đếm những cái rủi ro. Khánh nói tiếp đi Khánh. Dạ tìm được rồi, ở đoạn đó. Rồi, nó nói sao nè? Dạ là một vấn đề quan trọng là consumer choice ngay dưới cái chỗ này đến cả. Hay dạ? Đúng rồi, phải đem họ, họ phải consider, đúng không? Nó không phải là cái duy nhất. Dạ. Mà crucial issue ở đây là consumer choice. Như vậy ở đây là sự lựa chọn. Như vậy mình chọn cái consumer choice hay consumer right, đúng không? Vậy mình xem nha. Một cái vấn đề duy nhất là consumer choice, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Trong việc mình quyết định xem mình có đây, ngay chỗ này nè.
trong việc mình quyết định xem mình có đi theo và pursue là theo đuổi cái công nghệ đó hay không, phát triển cái công nghệ đó hay không, thì cái quyền của người tiêu dùng để mà choose, để mà chọn lựa cần phải được xem xét. Và bên cạnh đó cần phải xem xét cái rủi ro và cái lợi ích nữa. Như vậy mình sẽ làm được cái số 2 là các bạn sẽ làm được là gì? Gì? Câu sau chút đi, 34 của bạn dễ hơn 33. Đúng rồi, câu sau mình sẽ làm là risk and benefits. Như vậy câu trước á, quan trọng là mình chọn consumer choice hay consumer's right, Khánh? Consumer no. Right. Vâng. Vâng, vâng, suy nghĩ xem. Có 3 từ thôi ha. Các bạn xem thử xem cái nào. Nếu các bạn dịch cho kỹ các bạn sẽ ra được. Các bạn thử dịch hai cái này các bạn thử xem. Tại vì thật ra mình sẽ nên lấy cái đi sát với cái câu, cái chữ should be considered, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy được nguyên một cái gọi là consumer's right to choose. Đó. Đúng không? Nhưng có cái là nó quá ba từ mất tiêu rồi. Khổ quá. Chọn nào giờ? Vậy nếu mà cắt cái từ đó ra thêm, consumer's right thì lại là quyền của người tiêu dùng, có rất nhiều quyền, đúng không? Này là quyền được lựa chọn. Như vậy bốn cái này kiếm không được rồi. Lấy consumer phải choi kìa. Sự lựa chọn của người tiêu dùng là quyền của lựa chọn đó. Ha, đó. Đó là các bạn phân vân như vậy. Là cái câu đầu cái phía trên. Consumer's choice. Rồi, 35 Nam. Ví dụ mặc dù là nó rủi ro, nó nguy hiểm lắm, người ta vẫn thích cái gì? Với cái những cái excitement, những cái niềm vui mà nó mang lại, mặc dù rủi ro lắm. Như vậy là danh tự thích cái gì vậy ta? Hay thích verb in? Hai cái thôi. Đó, ví dụ, nó sẽ là một cái ví dụ. Vậy là đi theo cái câu đó thôi, các bạn sẽ thấy được liền lập tức. Có cái ví dụ không? Nam. Skiing. Skiing. But people who ski choose to do so. Skin thì nó nguy hiểm đúng không? Nó nguy hiểm hơn cái gì đây? Genetically modified tomato nghĩa là gì nhỉ? Skin. Dạ. Cà chua. Genetically là gì? Gene. Bốn chữ đầu là gene là gen. Modify. Đúng rồi. Modify là sữa. Như là những cái sản phẩm đột biến gen. À gọi là phải đột biến gen. Biến đổi gen. Đó. Các bạn hay thấy để trên những cái bao bì các bạn sẽ thấy nó để là non GMO. Có nghĩa là những sản phẩm này không có đột biến gen. À, non genetically modified organic. Rồi. À, như vậy câu này điền là skin, đúng rồi, dễ quá. Đúng không? Như làm được không? Rồi. Đúng giờ hả? Đúng rồi. Hơi lối giờ một chút, đoạn số 3 này là đoạn khó, đúng không? Nhưng mà hai đoạn trên các bạn phải làm được. On the other hand, trái lại, Nam, những cái người chuyên gia tin rằng là cái dân số trong tương lai nó sẽ cần cái gì rất là nhiều á, mặc dù là sẽ có những cái rủi ro không xác định được, nhưng mà dân số trong tương lai cần cái gì dễ quá. Được không, Nam ơi? Câu số 36 là nhân số trong tương lai. GM drop. GM drop nằm ở đâu? Đoạn 10 hả? Đó nằm như thế luôn. Nó nhiều quá. Nằm đoạn 10 đúng không? Yeah. Vậy nó nói là gì? Đây nè, future nè, cannot be fed without them nè. Đọc ngay câu đầu là thấy liền nè. Đúng không? Tương lai nè, dân số tương lai của thế giới không thể nào mà không có ăn mà không có nó được. Không có nó là có này, có cái gym crop xong. Dễ. Undefined risk có không? Yeah. Undefined risk bằng nghĩa với chữ nào? Mặc dù là nó không có rủi ro, nó chưa xác định được. Cái phía trên nó nói là gì? Some of the risks can at least be identified. Một vài cái rủi ro thì ít nhất có thể được xác định được. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn sẽ thấy rõ ràng nhất là gì?
nó in contrast luôn à, GM crop, tức là những cái sản phẩm mà bị biến đổi gen, nó đứng ra ngoài, nó nổi bật như là một cái công nghệ mà lợi ích của nó còn chưa rõ, far from clear, đúng không? Risk thì ít nhất là có thể, nhưng mà theo như cái hiện tại thì cái benefit hiện tại, đúng không, mà nó có được acute form ha, là có thể là benefit mà nó sản sinh ra được á, nó cung cấp á, provide đó, thì thường là chưa có thấy rõ, dubious, còn mờ mịt lắm, lợi ích thì chưa thấy ha. Nhưng mà rồi, tuy nhiên nhà nghiên cứu người ta conducted so far, những cái nghiên cứu mà người ta đã làm cho đến hiện tại, nó không có hướng đến cái việc tăng hiệu suất đó. Nãy mình sử dụng chữ yield, đời yield là hiệu suất của cái gì đó, nhưng để giảm cái giá thành của cái gì đó quá dễ. Như vậy liên quan đến giá thì mình chỉ coi cái giá là xong rồi các bạn. Thầy nhìn thầy lướt nhanh sẽ thấy có chữ production cheaper, more profitable, liên quan đến tiền nè. Đó, thì các bạn sẽ làm được. Câu này nè, Khánh ơi. Tăng cái gì lên? Tăng hiệu suất của cái gì? Dễ nha. Nghĩa là which implies Wet and dry, tăng hiệu quả lên. The yield of either GM, điền GM được không? Chắc như điền GM quá. Câu 37. Wet and dry, giỏi ta. Rồi, Khánh tiếp luôn, 38 nào. Giảm giá gì nào? là the cost of production, The tại vì cost make of. production cheaper. Đúng rồi, trời ơi, hay quá, quá giỏi luôn á. Câu này tốt ha. Lỡ giờ đúng không? Không bị áp lực, nhưng mà làm được là giỏi rồi, ok rồi. Dẫn người ta to cộng verb science believe gì đó. Câu 39 nè, Nam ơi. Câu 39 là Liên quan đến khoa học. Dễ, câu này không khó. Not to be trusted bằng với chữ miss, bằng với chữ cái gì? miss này là chắc là miss Mistrust. Tại vì nó nói gì nè? Nó nói là cuối cùng thì những cái sự ích kỷ khi mình sử dụng những cái này, cái quy tắc này trong kinh doanh, nó thường nó làm cho người ta, dẫn đến người ta làm cái gì đó khoa học, bởi vì người ta tin rằng nhà khoa học thì không nên được tin tưởng. Như vậy mình sẽ xem nè, có đoạn cuối cùng the principle nó sẽ cung cấp cái gì đó, nhưng mà này là rủi ro, prevent, thấy không? Và chúng ta come to a sorry pass when scientists who should above all be dispassionate scholar feel they should misrepresent such principle, có chữ misrepresent, for the purpose of commercial and political. Chưa về, như vậy các bạn sẽ thấy được cái chữ commercial bằng với business nè, political propaganda bằng với political gain, propaganda là sự tuyên truyền ha, propaganda là danh từ, là sự tuyên truyền. Rồi, động từ là propagate, lan truyền. Rồi, đã dẫn đến người ta là làm gì đó khoa học. Các bạn đọc tiếp thôi. People at large, người ta số lượng lớn, cái người mà số lượng lớn tiếp tục, người ta không tin vào khoa học nữa và không tin vào cái công nghệ mà khoa học sản xuất ra nữa, bởi vì họ doubt the wisdom. Đây nè các bạn, họ nghi ngờ cái trí khôn ngoan của những nhà khoa học, có phải là bằng với họ tin rằng nhà khoa học không nên tin tưởng. Như vậy ở đây là phải là động từ, nhưng mà mình chỉ cần kiếm được mỗi chữ mistrust đi với science thôi, câu này dễ. Làm được không Nhi? Bốn mươi nhà nhớ lúc nào cũng nguyên cái đề, lúc nào thi cũng 40 câu. Rồi, ý chính của đoạn này là gì nè Khánh? Nguyên cái đoạn này nói về gì? Dạ không đánh ai. Người ta có quyền để nghi ngờ khoa học và công nghệ, chỗ nào có quyền có không? Dạ cái đoạn nhỏ nhỏ ngay đầu. Đoạn đầu luôn hả? Đoạn đầu nói sao vậy? Dạ nó là chúng ta có thể đâu là tại khu
Đâu rồi ta? Câu nào nó thấy nói gì đó. Ủa, chứ con đọc cái đoạn nào? Cái Xong rồi, con đọc cái cuối. Anh cuối. Yếm mới này, không Ừ. kiếm đầu cuối thôi. Đúng rồi, đầu cuối Mendim là đầu cuối, đúng rồi. Như được không? Câu cuối đó. Câu cuối là gì? Deuce. Yeah, these steps are Justify. firmly Chữ justify đó là bằng nghĩa với chữ giải thích đó. Giải thích, Giải thích. yeah, Justification. justification. Biện minh đó, ha. Tức là nó có những cái bằng chứng như vậy, thì khi mà có những cái bằng chứng như vậy rồi thì những cái nghi ngờ này hoàn toàn là có cơ sở, đúng không? Tức là được phép. Chính xác, câu A. Giỏi. Rồi, 40 câu bao nhiêu điểm nào các bạn? Tra cho thầy Nhi làm lố thêm bao nhiêu phút? Tính không? Không nữa ha. Nhi làm trong 60 phút là được tới hết đoạn 2 hả? Rồi, vậy tính thử đi, em tính thử sương sương thôi cũng được. Rồi, các bạn thử coi, tính thử coi mình được bao nhiêu câu nào. Bài này đề số 3 rất khó. 21 trên 40. 21 trên 40 là Nam sai số 3 nhiều nhất hả? Số 3, số 4. Có đoạn 4 nữa hả? Cái session 4 thì 40 câu. Ủa? Có ba cái à, lúc nào thi cũng có ba đoạn à. Bốn đoạn là chết luôn á. Tại làm cái phần kia lúc mà xong là còn có 5 phút. À ok. Không, em thấy rõ ràng là này, đề này số 4 rất khó nè. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, làm cái này xong mình sai là quay. Bao nhiêu? 19 trên 32 là sai 10 13 không? Đúng không? Vậy cho là đúng hết đi. Thì vẫn sai 13 là 27 đúng không? Là khoảng 25. Thằng Nguyễn khoảng 25, 24 gì đó. Rồi, không sao. Khánh thì sẽ đúng nhiều hơn, đúng không? Nhờ được 32 trên 40. 32 trên 40. Gì? Giỏi dữ vậy? 32 trên 40 là Dạ, giỏi lắm. sai toàn đoạn 3, Nhưng mà có làm đủ sai ngoài 60 phút chấm. không? Vậy hình như là có như một xíu tại có không, tại lúc nó không bị ngắt ra thời gian, À, bị nhắc ra thời gian. Ok, nhưng mà làm vậy là quá tốt không luôn có á. làm một lần một tí. Đề này mà làm 23 trên 40 là xuất sắc nha. Ok, à quên, 32 32 luôn hả? Dữ gì? 2 trên 40 là đi thi thiệt là 9 chấm rồi đó. anh xui Rồi. tùy Tùy hả? Đã tự tin chứ. Mốt mà cứ làm đi xong rồi thầy sẽ cho quay lại cam, là các bạn sẽ quen, là các bạn đi thi được à. Các bạn sẽ thấy cam không có là vấn đề gì hết. Mà để thi nó cũng như đó thôi. Test 3. Rồi như là 21 đúng không? Thi rồi. 19 trên 32. 19 trên 32, cứ ghi 19 32 đi. Rồi. Nam là 21 hả Nam? Thì đúng rồi. Rồi ok, không sao. Mình biết mình sai ở đâu là được à. Đó, bữa trước Nam làm là 29, 40, 27 nè. Tự nhiên cái đề này nó khó, nhảy xuống hồi 21 rồi đúng không? Cái bảng số 3 nó khó, nên không vấn đề gì hết. Test thực lực chính là sẽ là dựa vô cam ha. Rồi, mình nghĩ bữa sau mình vẫn học như vậy luôn. Và các bạn làm cái đề tiếp theo cho thầy đi. Test 4, Origin of Laughter. Nguồn gốc của cái việc cười. Tại sao chúng ta cười? Test 4 cứ làm ha, và trau chuốt những cái câu đầu tiên để lấy điểm tuyệt đối, ít nhất là được 12 câu hay 11 câu những câu đầu. Và đoạn số 2 nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. The Lost City. Ok. Và Designed to Last. Ok ha, ba cái này tương tự như vậy. Ba cái này thì thầy sẽ cho các bạn thêm thời gian chút xíu để mình khỏi bị rối, là các bạn sẽ làm cho thầy cho 5 phút nữa, 65 phút nha. Time thời gian 65 phút thử coi. Rồi, mình thử ra được bao nhiêu.